Trong thế giới kiếm hiệp của Kim Dung, ngoài các nhân vật từng bước thăng tiến để trở thành một đại cao thủ của võ lâm thì vẫn còn đó những huyền thoại của thế hệ trước đã từng đứng trên đỉnh cao của võ học trở thành thiên hạ đệ nhất. Họ ít xuất hiện hoặc chỉ được biết tới qua những lời kể của các bậc tiền bối về sự vĩ đại của họ đã đạt tới trong thời kỳ đỉnh cao. Có thể nói là họ đã đạt tới cảnh giới bất bại, thiên hạ vô địch thời điểm đó. Ta có thể kể tới như Độc Cô Cầu Bại với truyền nhân là Dương Quá và Lệnh Hồ Sung, thiên hạ ngũ tuyệt Vương Trùng Dương của toàn chân giáo, hay là Vô Danh Thần Tăng của Thiên Long Bát Bộ. Đây đều là những đại cao thủ cực kỳ mạnh mẽ, khó có người địch nổi. Họ đều có một đặc điểm, đó là quá ít thông tin về cuộc đời của họ ra sao, sở hữu những võ công nào khác. Và trong ba nhân vật kể trên thì có lẽ Trung Thần Thông Vương Trùng Dương sẽ là người được kể lại nhiều nhất và có nhiều dữ liệu để tiếp cận hơn. Thế nên trong video này, hãy cùng mình tìm hiểu về một trong những thiên hạ đệ nhất võ công đứng đầu trong ngũ tuyệt thiên hạ, đó chính là Tổ sư Phá Toàn Chân Vương Trùng Dương trong video này nhé. Vương Trùng Dương giống như Trương Tam Phong đều là một trong những nhân vật có thật trong lịch sử được Kim Dung tiểu thuyết hóa. Ông là một đạo sĩ đời nhà Tống, sinh năm 1113 và mất năm 1170, là người sáng lập ra toàn chân giáo, là bắc tông của đạo giáo Trung Hoa. Theo như trong truyền thuyết có ghi lại rằng, năm 1159, ông đã gặp được Lã Đậu Tân và Hán Trung Ly, hai vị tiên trong nhóm bát tiên đã truyền thụ khẩu quyết luyện đan là toàn chân, ý nói bảo toàn tam bảo là toàn tinh, toàn khí và toàn thần, hội tụ trung cung, kim đan thành tựu. Từ đó, ông chuyên tâm nghiên cứu đạo giáo, đổi tên là Triết, tự là Chi Minh, thành lập ra toàn chân giáo, với tôn chỉ là cứu giúp chúng sinh nên được nhân dân kính trọng, học trò tìm đến rất đông. Nhưng ông dạy dỗ rất nhiều khác nên chỉ có 7 người chịu được nhiệt và trở thành thất tử toàn chân. Trong tiểu thuyết của Kim Dung, Vương Trùng Dương có tên thật là Vương Trung Phu, sinh ra tại Hàm Dương trong một gia đình giàu có. Thuở nhỏ ông rất chăm chỉ, tinh thông cả văn lẫn võ, trở thành người nổi tiếng trong vùng. Khi người Kim xâm lấn đất Tống, ông đã tụ họp các nhân sĩ cùng nổi dậy chống giặc, lấy lại các vùng đất cũ nhưng bất thành. Sau đó ông đã phải từ bỏ ước muốn này, nuôi về một cổ mộ ở núi Trung Nam để thiền định và nghiền ngẫm về đạo lý của thế gian. Mặc dù vậy thì vua nước Kim vẫn coi Vương Trùng Dương là một mối đe dọa nên đã cử nhiều cao thủ tới ám sát ông, nhưng họ đều đã bị ông đánh bại. Tới khi vị hoàng đế nhà Kim này băng hà thì người kế vị đã không còn biết tới ông và không coi ông là một mối đe dọa, nên từ đó trong giang hồ cũng đã lãng quên cái tên Vương Trùng Dương. Nhưng tại núi Trung Nam, Vương Trùng Dương lại vướng vào mối tình với Lâm Triều Anh, một người đã từng khá thân thiết với ông. Bà ta là người duy nhất mà Vương Trùng Dương kính trọng khi khả năng võ thuật của Lâm Triều Anh có thể sánh ngang với mình. Mặc dù cả hai đều có tình cảm nhất định với nhau, nhưng Vương Trùng Dương lại không muốn tiến xa hơn ở tình cảm này. Qua câu nói của Chu Bá Thông rằng vì tư thông với lại anh cô khiến cho ông mất đi cơ thể đồng tử, không còn luyện được nhiều võ công mạnh mẽ nữa. Điều đó cũng ngầm ám chỉ rằng có vẻ như Vương Trùng Dương cũng muốn giữ cơ thể đồng tử của mình để dồn tâm vào võ thuật, nên đã quyết tâm khước từ tình cảm của Lâm Triều Anh. Vì thế mà Lâm Triều Anh tin rằng Vương Trùng Dương coi thường mình, khiến cho tình yêu này chuyển sang thù hận. Họ thường xuyên xảy ra tranh cãi và nhiều lần giao đấu với nhau. Vương Trùng Dương thì sẽ không muốn đấu thật tâm với bà, nên sẽ thường xuyên nhường Lâm Triều Anh thế thượng phong và sẽ kết thúc cuộc giao đấu với kết quả hòa. Vì thế Lâm Triều Anh đã tìm ra cách để kết thúc cuộc tranh đấu không hồi kết này. Lâm Triều Anh đã đề nghị có một trận đấu nghiêm túc với Vương Trùng Dương. Nếu Vương Trùng Dương đánh bại bà thì bà sẽ tự sát, còn nếu thắng thì Vương Trùng Dương sẽ phải giao lại cổ mộ cho mình hoặc trở thành một đạo sĩ sống ở vùng lân cận trong ít nhất là 10 năm. Ý nghĩa của việc nhường lại cổ mộ nghĩa là sẽ phải cưới bà rồi cả hai sẽ cùng sống ở trong cổ mộ. Còn nếu không muốn thì sẽ phải trở thành đạo sĩ, để khiến cho Vương Trùng Dương cũng sẽ không thể cưới một người con gái khác. Vương Trùng Dương đã chấp nhận điều kiện giao đấu này, và luật giao đấu lại chính là ai có thể viết lên phiến đá bằng ngón tay thì sẽ thắng, điều mà Vương Trùng Dương không làm được nên ông đã nhận thua ngay lập tức. Lâm Triều Anh đã tới một phiến đá và khắc lên đó một bài thơ, rồi mỉm cười nói rằng số mệnh của Vương Trùng Dương là trở thành một đạo sĩ. Thực chất thì Lâm Triều Anh cũng không dùng ngón tay viết lên phiến đá được, mà bà đã dùng một chất là mềm đá từ trước. Vài ngày sau thì Vương Trùng Dương đã thực hiện đúng giao kèo trở thành một đạo sĩ và bắt đầu tự học kỹ thuật dùng ngón tay viết lên đá. Sau một tháng luyện tập, ông đã quay trở lại để viết thử thì phát hiện ra phiến đá rất mềm. Ban đầu, Vương Trùng Dương rất miễn cưỡng để trở thành một đạo sĩ, nhưng sau khi nghiên cứu các triết lý của đạo giáo trong một thời gian dài, ông dần trở nên lĩnh ngộ nhiều điều và bắt đầu thành lập ra phái toàn chân. Sau đó, Vương Trùng Dương đã kết nghĩa huynh đệ với Chu Bá Thông, cả hai đều có niềm đam mê học võ thuật, nhưng Chu Bá Thông sẽ ham chơi, không nghiêm túc được như Vương Trùng Dương. Ngoài ra, Vương Trùng Dương còn thu nhận 7 đệ tử, gồm có Mã Ngọc, Khâu Sở Cơ, Vương Nhất Sứ, Lưu Sứ Huyền, Đàm Sứ Đoan, Hách Đại Thông và Tôn Bất Nhị. Toàn chân giáo cũng trở thành một trong những giáo phái đứng đầu võ lâm được nhiều người kính trọng. Nhiều năm sau, khi Lâm Triều Anh qua đời, Vương Trùng Dương đã lặng lẽ tiến vào trong cổ mộ để bày tỏ sự thành kính với người phụ nữ từng say đắm mình. Tại đó, ông đã sốc khi thấy các võ công của Lâm Triều Anh khắc lên tường, đều khắc chế võ công của toàn chân giáo.
Sau đó, Vương Trùng Dương đã quyết định nhập thất 3 năm, tìm cách để khắc chế lại Ngọc Nữ Tâm Kinh của Lâm Triều Anh. Mặc dù ông đã nghĩ ra nhiều châu thức phong phú mới, nhưng vẫn chưa thể hóa giải được Ngọc Nữ Tâm Kinh. Cuối cùng, ông đã phải từ bỏ mục tiêu này và tôn trọng tài năng võ thuật của bà. Vài thập kỷ sau, cuốn Cửu Âm Chân Kinh xuất hiện trên giang hồ, gây ra nhiều cuộc chiến thương tâm để tranh giành nó, khiến cho võ lâm ngày càng trở nên hỗn loạn, đã có hàng trăm cao thủ giang hồ phải bỏ mạng vì nó. Để ngăn chặn sự hỗn loạn này, Vương Trùng Dương đã mời những đại cao thủ hàng đầu của võ lâm tới Hoa Sơn để giải quyết vấn đề này trong một lần và mãi mãi. Những người tham gia bao gồm Đông Tà Hoàng Dược Sư, Tây Độc Âu Dương Phong, Bắc Cái Hồng Tất Công và Nam Đế Đoàn Chí Hưng. Luận kiếm Hoa Sơn lần thứ nhất đã chính thức diễn ra trong 7 ngày 7 đêm, với kết quả là Vương Trùng Dương đã trở thành người chiến thắng, trở thành đệ nhất thiên hạ và được quyền nắm giữ cuốn Cửu Âm Chân Kinh. Sau chiến thắng này, Vương Trùng Dương đã gặp được một nhà sư là bằng hữu của ông để đấu rượu, nhưng Vương Trùng Dương đã thua. Nhà sư đó đã đề nghị được xem cuốn Cửu Âm Chân Kinh và được Vương Trùng Dương đồng ý. Khi nhà sư này đọc Cửu Âm Chân Kinh thì đã rất tâm phục võ công trong đó, nhưng ông ta đánh giá những võ công này quá thiên về âm nhu, nên về sau đã tự sáng tạo ra Cửu Dương Chân Kinh, một thứ hoàn hảo hơn Cửu Âm khi nó có sự âm dương hỗ tế nhau. Vương Trùng Dương bước vào luận kiếm Hoa Sơn với một tâm thế ngăn chặn võ lâm trở nên hỗn loạn, không muốn nhiều sinh mạng bị cướp đi bởi cuốn kinh thư này, chứ không phải để trở thành thiên hạ vô địch hay là đoạt sách làm của riêng. Vì thế Vương Trùng Dương đã không mảy may tới võ công bên trong Cửu Âm Chân Kinh. Nhưng vì tò mò nên ông cũng đã lật vài trang để đọc thử, rồi tiếp thu toàn bộ nội dung của cuốn Cửu Âm Chân Kinh chỉ trong 10 ngày, thấy nó khá giống với những triết lý đạo gia mà mình từng lĩnh ngộ. Cửu Âm cũng giúp cho ông tìm ra cách đối phó với Ngọc Nữ Tâm Kinh của Lâm Triều Anh. Sau đó, Vương Trùng Dương đã quay trở lại cổ mộ và khắc lên đó một số võ công trong Cửu Âm Chân Kinh như một lời giải của mình cho sự khắc chế võ công toàn chân giáo của Ngọc Nữ Tâm Kinh. Một thời gian sau, Vương Trùng Dương cùng với Chu Bá Thông đã tới Đại Lý để gặp Đoàn Chí Hưng. Ông nói rằng muốn học nhất dương chỉ của Đoàn Thị Đại Lý và đổi lại sẽ trao đổi bằng Tiên Thiên Công, võ công tâm đắc nhất của mình. Nguyên do của việc này là vì ông biết mình sắp chết và muốn truyền thụ Tiên Thiên Công cho Đoàn Chí Hưng, thứ có thể khắc chế được Tam Mô Công, kìm hãm được các thủ đoạn gian xảo của Tây Độc Ông Dương Phong nếu hắn tính làm loạn. Nhưng nói rằng truyền thụ võ công cho một vị vua như Đoàn Chí Hưng sẽ không phải phép, nên mới đề nghị trao đổi bằng võ công nhất dương chỉ để Đoàn Chí Hưng không phải mang nhiều tai tiếng về việc truyền thụ này. Trước khi chết, Vương Trùng Dương đã muốn đốt Cửu Âm Chân Kinh, nhưng vì tiếc công sức của bậc tiền bối mà chọn giữ lại và cũng muốn sau này sẽ có người đức cao vọng trọng dùng nó để trừ gian diệt bạo. Vương Trùng Dương đã để lại di chỉ rằng sau khi mình mất thì sẽ giao Cửu Âm Chân Kinh cho sư đệ là Chu Bá Thông mang đi cất giữ và đồng thời cũng cấm toàn bộ đệ tử toàn chân giáo không được học Cửu Âm Chân Kinh. Sau đó, Vương Trùng Dương đã giả chết để lừa Âu Dương Phong vào bẫy, khi biết kiểu gì hắn cũng sẽ tới cướp Cửu Âm Chân Kinh lúc mình qua đời. Ông đã tấn công Âu Dương Phong một cách bất ngờ, khiến cho hắn bị thương nặng. Sau đó Vương Trùng Dương cũng đã chính thức qua đời. Mặc dù Vương Trùng Dương vẫn là một trong những nhân vật đầy bí ẩn và huyền thoại trong kiếm hiệp Kim Dung, chỉ xuất hiện qua lời kể của những nhân vật khác, nhưng những lời kể đó đều toát lên về ông là một con người yêu nước, thương dân, tài năng đức độ, được người đời trọng vọng. Về võ công thì Vương Trùng Dương chính là số một trong võ lâm ngũ bá, đệ nhất thiên hạ đương thời, đủ mạnh để chả cần phải học thêm Cửu Âm Chân Kinh làm gì khi chính bản thân ông đã đỉnh cao của võ học. Vương Trùng Dương là người đã sáng lập lên toàn chân giáo, võ công mà ông nắm giữ cũng đều là những võ học của phái toàn chân và đã phát huy những võ công này tới cảnh giới cao nhất của võ học. Chúng ta có thể kể tới như toàn chân kiếm pháp độc môn của phái toàn chân là kiếm pháp cơ bản mà tất cả đệ tử bổn môn đều được dạy, nó có thể được kết hợp với Ngọc Nữ kiếm pháp để tạo thành song kiếm hợp bích. Nhất khí hóa tam thanh kiếm pháp là chiêu thức mạnh nhất trong bộ kiếm pháp nhất khí hóa tam thanh. Tam thanh ám chỉ tới ba vị thần tiên tối cao của đạo giáo là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn và Thái Thượng Lão Quân. Tam hoa tụ đỉnh trường là trường pháp tuyệt đỉnh của phái toàn chân, đem tinh khí thần ngưng tụ trong một trường pháp, mang theo ba đạo lực biến ảo khôn lường, lợi hại vô cùng. Kim nhận công, khinh công độc môn của toàn chân giáo, có thể giúp cho người luyện đi 37 bước trong không trung, cách mặt đất 3 thước. Toàn chân tâm pháp là nội công tâm pháp của phái toàn chân, tu luyện lúc đầu chậm chạp nhưng càng về sau càng cao cường, càng cao thâm. Võ công nổi tiếng nhất của Vương Trùng Dương chính là Tiên Thiên Công, là võ công đạo gia chính tông, có thể đả thông kinh kỳ bát mạch, giúp cho người luyện có công lực cao thâm, thậm chí còn có thể vượt trội hơn cả Cửu Âm Chân Kinh. Người sở hữu Tiên Thiên Công có nội lực dồi dào, thu phóng tùy ý, có thể xuất chiêu phế bỏ nội công của đối phương. Đây là võ công được cho là rất khó tu luyện, cần phải chọn đúng người, nên Vương Trùng Dương chỉ truyền cho Nam Đế Đoàn Chí Hưng chứ không truyền cho Chu Bá Thông. Bắt đầu thất tinh trận là kiếm trận mà Vương Trùng Dương đã tốn rất nhiều tâm huyết để sáng tạo ra, là một trận pháp có thể liên tục hợp kích, yếu cũng hóa mạnh khi mà công lực của 7 người hợp lại là một. Ngoài ra, Vương Trùng Dương cũng biết cả chỉ pháp nhất dương chỉ của Đoàn Thị Đại Lý khi đem Tiên Thiên Công trao đổi với Nam Đế Đoàn Chí Hưng. Theo Kim Dung thì võ công của Vương Trùng Dương được đúc kết từ các thế võ trong chiến đấu,
kết hợp với lại các triết lý về âm dương bát quái của đạo giáo, nó cũng là nền móng về tư tưởng giúp cho Vương Trùng Dương sáng lập ra Toàn Chân Giáo. Phương pháp tu luyện của ông chú trọng vào sự thanh khiết và tĩnh lặng trong tâm trí. Ông cho rằng là người tu hành phải biết gạt bỏ mọi sự luyến tiếc trần thế và dục vọng, chủ trương dùng lối tu khổ hạnh để thanh tẩy tâm hồn. Vì thế mà các học trò tìm đến ông rất đông, nhưng chỉ còn 7 người là trụ được lại, hình thành nên nhóm Thất Tử Toàn Chân nổi tiếng trong cả kế hiệp lẫn lịch sử đạo giáo của Trung Quốc. Một trong những lý do mà Chu Bá Thông tin rằng Vương Trùng Dương còn sống tới Luận Kiếm Hoa Sơn ở các lần sau thì sẽ luôn thắng, bất chấp các cao thủ đương thời cũng đã là rất bá đạo, bởi vì một quan điểm mà Kim Dung đã dùng thông qua lời nói của Chu Bá Thông, rằng công phu ngoại gia tu luyện sẽ tới chỗ tuyệt cùng, nhưng công phu nội gia tu luyện là không bờ bến, không điểm dừng, như Hồng Tất Công với Hàng Long Thập Bát Trưởng, uy lực không gì cản phá, được cho đã tới tuyệt cùng. Những võ công đạo gia của Vương Trùng Dương sẽ không có điểm dừng và sẽ liên tục vượt qua giới hạn của bản thân qua từng năm. Đó là nhận định của Chu Bá Thông, nhưng không hẳn là tưng bốc vì quá ngưỡng mộ, khi Vương Trùng Dương chỉ cần 10 ngày là quán thông được toàn bộ cửu âm chân kinh. Và đó cũng là toàn bộ chia sẻ của mình về thiên hạ đệ nhất cao thủ Vương Trùng Dương. Các bạn nghĩ ai sẽ đủ trình giao đấu ngang kèo với ông? Hãy để lại chia sẻ dưới phần comment nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.